Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 7 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Sẵn sàng các điều kiện triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Đây là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông trong cuộc làm việc về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Sơn La triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Phát huy hệ thống tuyên truyền trong phòng chống dịch tại tâm dịch Phú Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Cần chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực, phương án giải phóng mặt bằng để khi dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được chính phủ phê duyệt, tỉnh Sơn La có thể nhanh chóng triển khai, từ đó tạo tiền đề thúc đẩy kết nối vùng miền phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong cuộc làm việc về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu diễn ra vào sáng ngày 7 tháng 9. Dự cuộc làm việc có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành, các huyện liên quan đến dự án. Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu dài khoảng 85 km, đi qua địa phận tỉnh Hòa Bình khoảng 49 km, đoạn qua tỉnh Sơn La khoảng 36 km. Theo báo cáo, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu tỉnh Sơn La theo hình thức đối tác công tư đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 579 ngày 17 tháng 5 năm 2019. Căn cứ vào tình hình thực tế triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, nhà đầu tư tiềm năng, báo cáo tiếp thu bổ sung hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, dự án sẽ được chia thành 3 dự án độc lập. Dự án thuộc địa phận tỉnh nào sẽ do tỉnh đó đầu tư quản lý. Trong đó, dự án số 3 sẽ do tỉnh Sơn La thực hiện với chiều dài khoảng 36 km từ km 53+00 đến cuối tuyến. Thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, quy mô bề rộng nền đường 12m với tổng mức đầu tư khoảng trên 3.300 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn trung ương 1.800 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.500 tỷ đồng. Đến nay, các bước tổ chức triển khai thực hiện dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các cơ quan chuyên môn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, xây dựng phương án giải phóng mặt bằng. Tại cuộc làm việc, nhiều phương án để đẩy nhanh tiến độ triển khai đã được đề ra. Ta có thể là làm nhanh về vấn đề là dự kiến phác thảo ưu tiên trước, sau đó rồi thì chúng ta sẽ lập lên một dự án giải phóng mặt bằng. Tất nhiên là nó có một cơ sở gọi là căn bản thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta chờ đến việc xong toàn bộ thì có lẽ là đúng là phải đến khoảng tầm 6 tháng nữa. Thế còn trường hợp nếu mà chúng ta xác định là cái ưu tiên cơ bản rồi thì chúng ta có thể là xin để chúng ta lập cái dự án giải phóng mặt bằng trước. Tôi đề nghị là các đồng chí riêng cái cắm mốc là phải nghiêm túc, là phải làm ngay, vào cuộc ngay, để khi mà vào cuộc là mà khi các bước chuẩn bị xong thì khi đó ví dụ thỏa thuận với dân là chúng ta cũng phải dậm dạp trước đi. Khi đã có cao tốc không thể nói là do bận việc này việc kia được, mà cũng phải giống như chống Covid ấy, ngày đêm chúng ta cũng phải họp, phải làm. Bởi vì sao? Bởi vì cái cao tốc này là nó giống như cái chìa khóa, nó sẽ mở ra tất cả. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành trong việc xây dựng kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu là dự án lớn, do vậy khi đề án được chính phủ phê duyệt cần phải có phương án chuẩn bị cụ thể và có sự vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng. Một là kinh phí này, hai là làm việc nhà đầu tư tiềm năng này, ba là cái công tác giải phóng mặt bằng đã đi trước một bước. Thế còn lại các cái kế hoạch mà trong báo cáo của Ủy ban tỉnh thì chúng ta nhất trí phải lên được cái kế hoạch rất là cụ thể. Ngành nào ai làm, ngày nào làm gì, ai chủ trì, ai phụ trách thì nó rõ ra. Ngày tháng nào phải xong, họp ngày, họp đêm. Đối với hai địa phương dự kiến có đường cao tốc đi qua là Vân Hồ và Mộc Châu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần phải rà soát lại việc cắm mốc ranh giới dự kiến tuyến đường, kiểm tra lại công tác giải phóng mặt bằng,
tránh để tình trạng lợi dụng chính sách khi dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được phê duyệt. Sáng ngày 7 tháng 9, đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Phú Yên đã tới chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã Mường Thải. Sau khi phát hiện một trường hợp công dân trú tại bản Thải Hạ, xã Mường Thải dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Phú Yên đã chỉ đạo ngành y tế và lực lượng chức năng khẩn trương khoanh vùng điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Bước đầu điều tra truy vết xác định có 19 trường hợp F1 và 126 trường hợp F2. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên đã ra quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ xã Mường Thải kể từ 0 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2021. Đồng thời, thành lập thêm 2 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của huyện, khóa chặt khu vực bản Thải Hạ. Tại đây, đồng chí Vi Đức Thọ chỉ đạo công tác điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm phải thực hiện khẩn trương. Công an, quân sự tăng cường lực lượng cho địa phương, bảo đảm cho công tác điều tra truy vết được kịp thời, đảm bảo công tác an ninh trật tự và quân số trực 24/24 giờ tại các chốt. Đồng thời, yêu cầu địa phương cần tuyên truyền nhân dân không hoang mang, không chủ quan trước dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ngày 6 tháng 9, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Thuận Châu đã tổ chức cuộc họp về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Dự cuộc họp có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tính đến nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Thuận Châu đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch COVID-19. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban. Toàn huyện có 21 xã thành lập 44 chốt phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát người ra vào địa bàn. Huyện có 14.347 người đang được theo dõi giám sát cách ly, có 316 công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại trường phổ thông Trung học Bình Thuận, xã Phổng Lái, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và trường phổ thông dân tộc nội trú huyện. Hiện huyện đang gấp rút đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, hoàn thành khu cách ly tập trung huyện tại khu trường Đại học Tây Bắc cũ để đảm bảo công tác cách ly phòng chống dịch. Huyện đã thành lập một tổ liên ngành kiểm soát người và phương tiện giao thông phòng chống dịch COVID-19 tại bản Đông Hưng, xã Mũi Nọi, bắt đầu hoạt động từ ngày 2 tháng 9. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Thuận Châu sớm kiện toàn Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc và vận hành đảm bảo thực hiện thiết thực, hiệu quả. Nghiên cứu, thực hiện thí điểm cách ly tại gia đình, khảo sát, xây dựng các phương án nếu tình hình dịch có diễn biến phức tạp, tổ chức thực hành xử lý tình huống khẩn cấp khi có ca bệnh COVID-19 và số ca nhiễm tăng cao. Các khu cách ly cần đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn, đúng quy định. Chủ động báo cáo khó khăn trong công tác phòng chống dịch cho Ban Chỉ đạo cấp trên để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Trong thời gian tiếp theo, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo và các tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, đồng thời điều chỉnh, bổ sung, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2021. Cũng trong chương trình làm việc tại huyện Thuận Châu, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 bản Đông Hưng, xã Mũi Nọi và các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng và các cơ sở lưu trú kinh doanh trên địa bàn xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu. Tổ liên ngành kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 huyện Thuận Châu thuộc địa phận bản Đông Hưng, xã Mũi Nọi bắt đầu hoạt động từ ngày 2 tháng 9. Tại đây, các lực lượng công an, y tế, quân đội thực hiện trực 24/24 giờ kiểm soát người và phương tiện đi vào địa bàn. Tính đến nay, tổ đã kiểm tra y tế hơn 1.000 người và kiểm soát gần 1.000 lượt phương tiện qua lại, đảm bảo theo đúng quy định. Còn tại các tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng tại địa bàn xã Tông Lạnh có từ 13 đến 14 thành viên, tổ thường xuyên tuyên truyền vận động nhắc nhở người dân các biện pháp phòng chống dịch, hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe ngay tại các thôn bản tại địa bàn. Ngoài ra, các khu vực lưu trú doanh nghiệp trên địa bàn xã đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, bố trí khu trọ riêng cho lái xe. Xe ra vào vận chuyển hàng nông sản đều được phun khử khuẩn. Các lái xe thực hiện nghiêm việc trả hàng, nghỉ lại theo quy định phòng chống dịch. Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đề nghị tổ liên ngành kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 huyện Thuận Châu thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiểm soát chặt chẽ công dân ra vào địa bàn. Tổ COVID-19 cộng đồng các thôn bản phát huy trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được phân công, góp phần cùng các lực lượng ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn.
Trong ngày 6 tháng 9, tỉnh Sơn La tiếp tục ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới. Các ca mắc này đều là F1 liên quan đến các ca mắc cộng đồng, trong đó có 6 trường hợp đang cách ly tập trung, 1 trường hợp đang cách ly y tế tại nhà. Các ca dương tính có mã bệnh nhân từ 536945 đến 536951. Hiện tại các bệnh nhân đều không ho, không sốt, không khó thở. Qua kết quả điều tra dịch tễ, xem xét điều kiện cách ly, CDC Sơn La nhận định đây là những bệnh nhân dương tính mới và đều là các trường hợp F1 liên quan đến các ca mắc cộng đồng và mắc trong khu cách ly tập trung, trường tiểu học xã Huy Thượng. Trong đó, 6 bệnh nhân đang cách ly tập trung có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp. Tuy nhiên, bệnh nhân 536945 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi đang thực hiện cách ly tại nhà, nhưng bệnh nhân này đã có tiếp xúc với nhiều người nên có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng ở mức cao, đặc biệt là những người ở cùng trong gia đình. Như vậy, tính từ ngày 21 tháng 7 đến 7 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2021, Sơn La đã ghi nhận 229 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Với 196 bệnh nhân phát hiện trong khu cách ly tập trung và 33 bệnh nhân phát hiện tại cộng đồng. Trước những khó khăn của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành tập trung giải quyết, triển khai nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến giữa tháng 8 năm 2021, toàn ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã điều chỉnh mức đóng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp cho 1.270 đơn vị với 19.433 lao động để hỗ trợ kịp thời phòng chống dịch cho người lao động. Tổng số tiền được giảm trong 12 tháng tạm tính là 5.880.000.000 đồng. Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 2 đơn vị với 9 lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh đã tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của 17 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, dự kiến số tiền 2.120.000.000 đồng để trả lương ngừng việc cho 260 lao động. Đã giải ngân cho 10 đơn vị để trả lương cho 190 lao động ngừng việc với tổng số tiền gần 1.5 tỷ đồng. Các tổ chức tín dụng đã triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng ảnh hưởng của dịch COVID-19, cơ cấu và giữ nguyên nhóm nợ 595 tỷ đồng cho 186 khách hàng, số dư nợ được miễn giảm lãi vay 1.094 tỷ đồng. Cho vay mới trên 4.600 tỷ đồng, cho 341 khách hàng để hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh, thực hiện hạ lãi suất cho vay từ 0,2% đến 4,5% trên năm đối với các khoản vay cũ. Những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cơ bản đã được quan tâm giải quyết, tạo động lực giúp các doanh nghiệp tiếp tục ổn định, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Thưa quý vị, với tinh thần chống dịch như chống giặc, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, huyện Phú Yên đang đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ghi nhận tại xã Gia Phù. Xác định tuyên truyền vẫn là giải pháp quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quyết định sự thành công của công tác phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân xã Gia Phù đã chú trọng công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh bản xã. Đối với cái tổ tuyên truyền của ban chỉ đạo của xã thì thường xuyên tiếp nhận thông tin tuyên truyền từ trung tâm văn hóa truyền thông của huyện và soạn thảo thành một số văn bản nội dung của xã để bằng những cái việc làm cụ thể thiết thực nhất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để tuyên truyền đến tất cả bà con nhân dân trong toàn xã cũng như bà con nhân dân trong khu vực gần khu cách ly của huyện. Ông Đinh Công Thâm, tổ trưởng tổ COVID-19 cộng đồng bản Nà Khằm, hàng ngày vẫn miệt mài thực hiện công việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong bản, chung tay cùng nhà nước chống dịch. Khu dân cư bản Nà Khằm được sự quan tâm của cấp trên, trang bị cho 2 cụm loa truyền thanh ở 2 khu vực. Nhưng mà do điều kiện hiện nay là ghép sát nhập bản cho nên là mức độ bản thì rất đông cho nên là cái hai cụm truyền thanh thì không thể phủ sóng được hết. Cho nên anh em tôi phải sử dụng cả loa cò đi đến các khu mà có thể không nghe được cụm loa truyền thanh của bản để tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thông tin tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác nhưng có chọn lọc, đúng mức, đúng thời điểm về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi cũng phải chắt lọc những cái bài tuyên truyền để chúng tôi tuyên truyền cho bà con nó phù hợp hơn với từng địa phương cùng từng bản.
cho công tác tuyên truyền nó phù hợp. Đặc biệt là chúng tôi cũng vận động các khu là tuyên truyền là bằng tiếng dân tộc để cho bà con nhân dân nó dễ hiểu, dễ nghe. Thông qua công tác tuyên truyền đã định hướng công tác phòng chống dịch COVID-19 ngay tại các xã bản của huyện Phú Yên phát huy hiệu quả trong thời điểm này. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập địa bàn vẫn còn cao, đặc biệt là dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 còn nặng nề, cấp bách, đòi hỏi cần có thêm mọi nguồn lực để phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động và kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tiền, hàng hóa và các điều kiện cần thiết cho phòng chống dịch bệnh COVID-19 để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu và nhân dân đang phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vận động các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ ít nhất một ngày lương. Đợt vận động và kêu gọi ủng hộ này bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Đơn vị tiếp nhận ủng hộ là cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La. Nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sơn La đẩy mạnh chế biến nông sản, phần đầu đến năm 2025 thu hút đầu tư, hoàn thành và đi vào hoạt động ít nhất 9 nhà máy chế biến quy mô công nghiệp. Doanh thu vận tải hành khách của tỉnh Sơn La giảm 24,5% so với 8 tháng cùng kỳ năm trước. Sau đây là tin bão gần Biển Đông, bão Con Son. Hồi 13 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc, 123,7 độ Kinh Đông trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc, 121,4 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Bão Con Son chưa ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Sơn La trong 24 đến 48 giờ tới. Trước diễn biến của bão Con Son và thực hiện công điện số 1107 ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về sẵn sàng ứng phó với thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản số 391 gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải và Công thương, Ban Chỉ huy các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và khu vực Bắc Bộ về việc sẵn sàng ứng phó với bão Con Son và mưa lớn. Theo đó, hiện nay ở vùng biển Đông Nam Philippines đang xuất hiện cơn bão Con Son với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc Biển Đông trong đêm mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 9 và có khả năng mạnh thêm. Bão Con Son có khả năng đổ bộ vào miền Bắc nước ta và gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió đông mạnh, từ đêm mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa lớn từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa từ 100 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn trong những ngày tới, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trong khu vực, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ và các địa phương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau. Ra soát phương án ứng phó và triển khai công tác phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đặc biệt là phương án sơ tán, đảm bảo an toàn trường hợp xảy ra bão mạnh, mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo phòng chống dịch và an toàn thiên tai cho các địa điểm sơ tán. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố
Đối với tuyến biển và ven bờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin về bão, thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho phương tiện và cho người trên các tàu thuyền vận tải, tàu thuyền đánh cá vãng lai. Sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công, an toàn cho nhân dân trên các đảo ven biển. Tổ chức gia cố nhà ở, các công trình công cộng, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp, nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng của bão. Duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống đối với vùng đồng bằng. Sẵn sàng phương án vận hành công trình tiêu úng để phòng ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra mưa lớn. Đối với khu vực miền núi, triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra. Khơi thông dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn, các ao hồ có nguy cơ mất an toàn. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm lò, khu khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi sung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và xử lý các tình huống, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, tổ chức trực ban thường xuyên tổng hợp báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo hàng ngày để tổng hợp báo cáo lãnh đạo ban chỉ đạo. Thưa quý vị, các trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La, trừ các trường học trên địa bàn huyện Phú Yên đã bước vào năm học 2021-2022 và ổn định nề nếp dạy học với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Sơn La có 608 trường học các cấp với gần 13.000 lớp, hơn 371.000 học sinh. Sau lễ khai giảng đặc biệt bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên kênh STV ngắn gọn đầy ý nghĩa, bắt đầu từ ngày 6 tháng 9, học sinh các bậc học đã chính thức bước vào năm học mới 2021-2022. Các trường đã tùy vào điều kiện để triển khai các hình thức dạy học khác nhau với tinh thần đảm bảo nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau buổi lễ khai giảng bước vào năm học mới, thì nhà trường đã tiến hành là thành lập ban chỉ đạo, thành lập tổ an toàn phòng chống dịch COVID, đồng thời là xây dựng các cái phương án để phòng chống dịch bệnh. Và bên cạnh đó thì nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và các em học sinh cũng như phụ huynh là tổ chức ký cam kết thực hiện là an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Một năm học mới đã bắt đầu, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các thầy cô giáo cũng như các em học sinh bước vào năm học mới với quyết tâm cao, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Tỉnh Sơn La có trên 135.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, sản lượng lương thực ước đạt gần 560.000 tấn, 160.000 tấn rau củ, trên 448 tấn quả các loại và nhiều loại nông sản khác. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư dây chuyền công nghệ trong việc bảo quản, chế biến các mặt hàng nông sản. Tỉnh Sơn La hiện có 50 cơ sở doanh nghiệp, nhà máy và khoảng 500 cơ sở sơ chế chế biến nông sản quy mô hộ gia đình, hợp tác xã, ứng dụng công nghệ sấy tạo ra các sản phẩm khô. So với tiềm năng, các cơ sở sơ chế chế biến nông sản chưa nhiều, song đây là bước tiến đáng kể trong việc tạo ra các sản phẩm mới có giá trị, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Trong đó có thể kể đến các mặt hàng nông sản đặc trưng như hồng giòn sấy dẻo, mận hậu sấy dẻo, xoài chuối sấy dẻo, long nhãn sấy khô. Các loại đặc sản như thịt bò, thịt trâu gác bếp, cá tôm sông Đà, cá tép dầu. Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, việc giao thương mua bán hàng hóa gặp nhiều khó khăn, thì việc ứng dụng công nghệ trong bảo quản và chế biến nông sản không chỉ góp phần tiêu thụ hàng hóa mà còn tạo ra các sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường. Thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp cá nhân đầu tư phát triển công nghệ bảo quản chế biến nông sản. Phần đầu đến năm 2025, thu hút đầu tư, hoàn thành và đi vào hoạt động ít nhất 9 nhà máy chế biến quy mô công nghiệp, nâng cấp, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị, đối với trên 50% các cơ sở chế biến hiện có. Mỗi huyện, thành phố hình thành ít nhất một cơ sở sơ chế đóng gói bảo quản nông sản. Từ đó, tạo thành chuỗi liên kết bền vững, từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững. Nhằm duy trì chuỗi sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi trên địa bàn huyện Phú Yên, trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ,
huyện Phú Yên đã chỉ đạo các lực lượng tiếp nhận, phân bổ nguồn thức ăn chăn nuôi gia súc do Trung tâm Khuyến nông tỉnh và một số huyện hỗ trợ, đồng thời tổ chức chăm sóc, phun thuốc trừ sâu bệnh hại lúa tại một số xã. Theo đó, huyện Phú Yên phân phối cho các xã Quang Huy, Huy Hạ, Huy Tường, Huy Bắc và Huy Thượng tổ chức cung ứng hàng thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của người dân, cung ứng gần 2.000 kg thức ăn chăn nuôi và 1,7 tấn phân bón lúa cho xã Huy Tường. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã cử cán bộ thăm đồng và tổ chức phun thuốc trừ sâu bệnh hại lúa cho diện tích 6 ha của cánh đồng bản Úm 1, Úm 2, xã Huy Thượng. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp kết hợp với lại bên bộ đội được của Trung đoàn 754 xuống trực tiếp phun trừ, thì là chúng tôi đã tổ chức dùng thuốc trị đạo ôn và thuốc trị vi khuẩn đến phun trực tiếp tại cánh đồng của bản Úm 1 và Úm 2. Nếu mà không kịp thời phun trừ thì là ruộng lúa sẽ bị chỗ nghẹn đồng hoặc là mất trắng hoàn toàn trong vụ mùa thu sắp tới. Đối với các xã thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các xã đã xem xét cho phép các hộ gia đình bố trí nhân lực hợp lý để chủ động thăm đồng, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng và lấy nguồn thức ăn phục vụ cho chăn nuôi một cách hợp lý, đảm bảo yêu cầu trong giãn cách xã hội, không để đứt gãy chuỗi sản xuất gây thiệt hại về kinh tế của người dân. Theo thống kê, tính chung 8 tháng của năm 2021, doanh thu vận tải hành khách của tỉnh ta ước đạt 177 tỷ đồng, giảm 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là ảnh hưởng rất lớn của ngành vận tải Sơn La bởi tác động của đợt dịch COVID-19 lần 3 và 4, kể từ khi xuất hiện dịch từ cuối năm 2019 đến nay. Tháng 8 năm 2021, số lượng hành khách vận chuyển ước đạt 98,26 nghìn lượt hành khách, giảm 41,16% so với tháng trước và giảm trên 74% so với cùng kỳ năm trước. Vận tải hành khách đường bộ chiếm 86,51% về số lượt hành khách vận chuyển và chiếm 98,41% về số lượt hành khách luân chuyển. Doanh thu vận tải hành khách tháng 8 năm 2021 ước tính đạt 9,1 tỷ đồng. Giảm 41% so với tháng trước, trong đó doanh thu vận tải hành khách đường bộ đạt 8,6 tỷ đồng, giảm 41%, và giảm 74,57% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải đường bộ giảm 74,95%. Doanh thu vận tải đường bộ chiếm 95% tổng doanh thu vận tải hành khách. Việc các chỉ số vận tải đều giảm ở mức cao như vậy đã tác động không nhỏ tới việc làm, thu nhập của người lao động và doanh thu của các doanh nghiệp vận tải ở Sơn La hiện nay. Trong những năm qua, lực lượng công an Sơn La đã phối hợp tốt với ngành tư pháp và các cơ quan đơn vị có liên quan, chính quyền các địa phương tổ chức hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về lĩnh vực hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác, góp phần tích cực vào việc chuyển hóa các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Trong giai đoạn từ 2012 đến 2021, lực lượng công an trong toàn tỉnh đã biên soạn tài liệu và tổ chức 629 cuộc tuyên truyền với 50.420 người tham dự, tổ chức trên 1.000 lượt cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và trên 12.000 lượt cá nhân ký cam kết chấp hành pháp luật về ma túy, hình sự, phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh COVID-19, biên soạn, in phát hành, miễn phí trên 10.000 tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện đề án đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã mở 5 cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đến nay, 5 trên 5 địa bàn gồm thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn, xã Tông Lạnh huyện Thuận Châu, xã Ngọc Chiến huyện Mường La được Bộ Công an quyết định đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Xã Mường Sai huyện Sông Mã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Hiện còn xã Lóng Sập huyện Mộc Châu, ngành công an đang tiếp tục tập trung giải quyết, phấn đấu đưa địa phương này ra khỏi diện phức tạp trong thời gian sớm nhất. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, độ ẩm 60-99%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 23-32 độ. Thành phố Sơn La 22-31 độ. Mường La 25-35 độ. Mai Sơn 22-31 độ. Yên Châu 24-34 độ, Sông Mã 25-35 độ, Bắc Yên 22-30 độ, Phú Yên 25-34 độ, Mộc Châu 20-28 độ, Sốp Cộp 25-35 độ, Vân Hồ 20-28 độ, Thuận Châu 23-32 độ.